Coffee is a key economic crop in Vietnam besides rice. And that is why Bayer is also strongly focusing into coffee. Bayer also sees a lot of opportunities there to increase yield and also to increase the quality of the coffee beans. And by that, we would also increase the competitiveness of Vietnamese coffee on the world market. To drive innovation into this market, Bayer launched earlier this year the Coffee Grower Club. In this club, we train the members on modern coffee cultivation methods and also offer them access to our Much More Coffee solution. But also, we need to drive theory into practice in the field. That is why we launched the Bayer Coffee Grower Contest. This contest will run till the end of December and is divided into three stages. In January, we will then select the final winners of this competition, which were selected by an external judgment board, and we will showcase their success to the other members of the Coffee Club and to a wider audience here in Vietnam to showcase them how coffee production can increase their own profits and their own business success. Trong chương trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trên cây trồng, chúng tôi phát hiện ngoài đặc tính là thuốc trừ nấm bệnh, thuốc Antacol và Natural còn có những đặc điểm có lợi cho sinh trưởng và phát triển cây trồng như tăng hàm lượng kẽm, tăng hàm lượng diệp độc tố. Chính vì vậy, cây trồng sinh trưởng và phát triển khỏe, đặc biệt là chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi tốt hơn. Trên cây cà phê, chúng tôi thấy rằng khi sử dụng hai sản phẩm này còn giúp cho tăng cái chiều dài cành mang quả. Từ năm 2011, chúng tôi tiến hành hợp tác với nhiều đơn vị để thực hiện mô hình sử dụng của công ty Bayer trên vườn cây cà phê và kết quả thu về rất khả quan. Có những cái mô hình năng suất đạt gần 5 tấn nhân, tăng trên 2 tấn nhân trên 1 hecta so với mô hình sử dụng thuốc khác. Lợi nhuận có thể đạt 180 triệu đồng trên 1 hecta, tăng hơn 50 triệu đồng so với những cái mô hình sử dụng các cái thuốc khác trong cùng một cái điều kiện. Nhằm để giới thiệu cái giải pháp Much More Coffee rộng rãi đến cho nhiều bà con trồng cà phê, trong năm nay chúng tôi tiến hành cuộc thi vườn cà phê đẹp Bayer cho các cái thành viên của câu lạc bộ sản xuất giỏi. Nội dung của chương trình là người tham gia chương trình sẽ áp dụng các cái kiến thức về canh tác tốt đã được huấn luyện và sử dụng bộ sản phẩm của công ty Bayer trong cái điều kiện canh tác của mình. Khi chúng tôi được gia nhập vào công ty Bayer thì chúng tôi được nhà công ty tài trợ cho được đi học 2-3 khóa. Chúng tôi đã nhận được kiến thức. Từ chỗ đó tôi thấy Novento là cái loại thuốc là đặc trị lưu dẫn 2 chiều tuyệt đối nhất cho cây cà phê có được đáp ăn vào quả non trên cây cà phê. Từ chỗ đó tôi đã dùng loại thuốc này để sử dụng trên cây cà phê trên lô rẫy của tôi cũng như là những người xung quanh để tôi hỗ trợ người ta làm sao để có tăng thêm năng suất. Và đặc điểm là hắn lưu dẫn 2 chiều là cây cà phê đối với điều kiện là phải có độ ẩm và phải xanh tươi thì chúng ta không cần bơm vào ổ dịch mà chúng ta bơm vào trên cành, trên thân lá để lưu dẫn đưa từ trên thân cây xuống tới rễ và cây thấy cái hiệu quả là tối đa, là việt đáp là hầu như là tuyệt để được. Cho nên năng suất kỳ lạnh của tôi năm nay là mới tròn 26 tháng là đã có thu hoạch tương đối cao. Tôi là Nguyễn Quang Trưởng ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ. Trong năm 2015, tôi rất hân hạnh được tham gia câu lạc bộ của công ty Bayer, được các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật của công ty giới thiệu là bộ sản phẩm của Much More Coffee của công ty là bao gồm 4 sản phẩm: Mecano, Antacol và Nativo Momento. Nhưng tôi tâm đắc nhất là sản phẩm của Mecano, thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm. Do là tôi làm cà phê nhiều
hàng năm mà công làm cỏ của tôi là 7-8 đợt. Nhưng mà từ khi tôi bắt đầu đợt mưa đầu tiên của năm 2015, tôi phun thuốc trừ cỏ Becano một lần, sau đó là tới gần tới thu hoạch tôi mới cào bồn để hái, rất là lợi. Nếu mà phun thuốc gốc glyphosate là phải 3-4 lần, hoặc là nhân công là làm 7-8 đợt, tính ra so giá thành ra thì rất là sản phẩm Becano rất là lợi cho gia đình của tôi. Nên là tôi rất là cảm ơn công ty Bayer đã cho ra bộ sản phẩm này, là rất là làm lợi cho gia đình và cho toàn nông dân của làm cà phê của chúng tôi. Là trong đầu năm 2015 là công ty có giới thiệu về cái sản phẩm của Bayer Mokmo Coffee, có kỹ thuật viên hướng dẫn và giới thiệu về cái sản phẩm này cho tôi. Thì trước đây vườn cà của tôi là nó bệnh rất nặng, hầu như là vàng lá, về mùa thu hoạch xong là lá rụng hết, nó chỉ trơ trụi những cành thôi. Mà trong năm nay tôi mới dùng thì thứ nhất là cái sản phẩm về Becano là tôi xịt cái thuốc cỏ một năm ngay đầu mùa mưa, xịt là đến bây giờ là cỏ rất sạch sẽ, không có một tí cỏ nào lên nữa, là rất tuyệt vời. Phần thứ hai về cái Antacol và Nativo là xịt về thuốc nấm, thì mấy năm là cứ lá là nó trụi này, cành khô rất nhiều, nhưng mà năm nay tôi không thấy cành khô rất nhiều nữa. Nói chung là cũng có không đáng kể, nhưng mà vẫn là giảm rất nhiều, và trái bóng này, trái to này, lá dày, cành cũng mập mạp đẹp, không thấy cái hiện tượng của bệnh nữa. Rồi về cái Movento xịt diệt dẹp sáp á, lúc trước là tôi cảm thấy là cà tôi có dẹp sáp, và tôi xịt nó là thấy sạch dẹp sáp. Và rồi đến tháng 9 vừa rồi tôi xịt lại một lần nữa, thì năm nay là không thấy mọt của cành nữa. Mấy năm là mọt nó đục là bột, nó đẩy ra là đầy trên lá đấy, nhưng mà năm nay đặc biệt là không thấy nữa. Mà trái cà rất to này, đồng đều, là cứ bình thường là cứ 3 cây 2-3 cà tôi năm nay thấy vượt trội này. Mấy năm là chỉ cỡ 3 tấn rưỡi thôi, năm nay thấy dùng cái này thấy nó lên, là tôi rất quý trọng cái sản phẩm này.